Nhân dịp đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng Malaysia, mình sẽ hướng dẫn chúng ta cách làm hiệu ứng chuyển động Việt Nam chiến thắng bằng PowerPoint cực kỳ bùng nổ như thế này nha. Đầu tiên, để có quả bóng 3D này, chúng ta sẽ vào Insert, chọn 3D và tìm từ khóa Ball. Chúng ta sẽ có rất nhiều trái bóng 3D ở đây, và đây là quả bóng mình đã chọn. Chúng ta sẽ Insert quả bóng này vào Slide để làm chuyển động. Chúng ta sẽ chọn quả bóng, rồi vào Animation, dùng chuyển động Jumping Turn. Chuyển động này sẽ giúp cho quả bóng nhảy lên và xoay như vậy. Và để giúp cho chuyển động trở nên mạnh mẽ hơn thì chúng ta sẽ vào Effect Option và chọn Strong. Từ đó chúng ta sẽ được trái bóng nhảy và xoay mạnh hơn. Tiếp theo, mình sẽ chọn hai lá cờ và chọn bảng hiệu. Chúng ta sẽ vào phần thêm chuyển động, mở phần More ở dưới đáy, rồi dùng chuyển động là Picking và nhấn OK. Chúng ta sẽ chỉnh 3 chuyển động vừa thêm chạy ở dạng Width và Duration là 0.75 giây. Chuyển động thứ hai và thứ ba của lá cờ mình sẽ để delay là 0.75. Và chuyển động của chữ Winner mình sẽ để delay là 1.25 giây. Mình sẽ chọn chuyển động của cờ Việt Nam và để hướng là chạy sang bên trái. Cờ của Malaysia là chạy sang bên phải. Và chữ Winner là chạy từ trên xuống dưới. Và đây là kết quả của chúng ta. Cùng follow trang Facebook, YouTube và TikTok của Nightside để xem video phần 2 hướng dẫn những chuyển động phức tạp trên site này của mình nha.